Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Thân tháng 9 âm lịch 2024, tháng mới nhiều cơ hội và may mắn. Những người tuổi Thân khi bước sang tháng 9 của năm 2024 Giáp Thìn được dự báo đây là một tháng mang lại nhiều cơ hội và may mắn cho bản mệnh nếu bạn cũng đang có sẵn những dự định quan trọng cho giai đoạn cuối năm nay. Sự nghiệp trong tháng có nhiều điểm sáng, cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau, nhưng nếu vượt qua được bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Do đó hãy tận dụng tốt thời cơ để ghi điểm và có những dấu ấn thật sự đặc biệt trong sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, để đạt được điều đó đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn rất lớn. Tài vận trong tháng này dù cũng có khởi sắc nhưng chưa mạnh, nhìn chung bản mệnh vẫn chưa thể thoải mái chi tiêu thoáng tay cho lắm. Dù vậy, dựa vào nỗ lực cá nhân và trí thông minh, người tuổi Thân vẫn có thể gặp được một số cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những lợi ích bất ngờ. Vậy thì tử vi chi tiết của tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch sẽ như thế nào? Ngày hôm nay xin kính mời quý anh chị và các bạn hãy cùng kênh Tử Vi tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Một tổng quan về tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 2024 dương lịch đến ngày 6 tháng 11 năm 2024 dương lịch. Tháng 9 âm lịch là tháng Giáp Tuất. Thiên can, Giáp Mộc. Địa chi, Tuất Thổ. Ngũ hành tháng, Sơn Đầu Hỏa. Tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Cửu, thường rơi vào khoảng tháng 10 hoặc đầu tháng 11 dương lịch, là thời điểm cuối thu đầu đông ở Việt Nam. Đây là giai đoạn chuyển mùa rõ rệt, với những đặc điểm văn hóa, tâm linh và sinh hoạt khác nhau, điển hình là sự chuẩn bị cho các lễ hội cuối năm. Đây là thời điểm cuối thu, khí hậu bắt đầu se lạnh, độ ẩm trong không khí giảm. Miền Bắc Việt Nam thường có không khí mát mẻ, dễ chịu, còn miền Nam có sự dịu bớt của cái nóng. Do ảnh hưởng của thời tiết và sự thay đổi khí hậu, nhiều người có thể cảm thấy chậm chạp hơn, dễ rơi vào cảm giác uể oải. Đây cũng là thời điểm mà nhiều người tập trung vào việc suy ngẫm, hoạch định cho những kế hoạch cuối năm. Với sự chuyển giao giữa các mùa, tháng 9 âm lịch thường là thời điểm dễ mắc các bệnh về hô hấp, cảm cúm. Cần chú ý bảo vệ sức khỏe, ăn uống lành mạnh và giữ ấm cơ thể. Một số vùng ở Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm Tết Trùng Cửu vào ngày 9 tháng 9 âm lịch, đây là ngày có ý nghĩa tốt lành theo quan niệm cổ. Trong ngày này, người ta thường cầu bình an và may mắn. Phong thủy tháng 9 âm lịch, tháng này được coi là tháng vượng khí đối với nhiều con giáp và cung mệnh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhiều người cần phải thận trọng trong các hoạt động liên quan đến tài chính và sức khỏe, do sự chuyển giao mùa gây ra những thay đổi về phong thủy. Tháng 9 âm lịch thuộc cuối mùa thu, tương ứng với hành kim trong ngũ hành. Hành kim chủ về sự mạnh mẽ, quyết đoán và sắc bén, thường thúc đẩy sự tập trung và hành động dứt khoát. Kim cũng tượng trưng cho sự thu hoạch, kết quả của quá trình lao động trước đó. Tuy nhiên, hành kim quá vượng có thể mang lại cảm giác lạnh lẽo, khô khan, cần cân bằng với yếu tố thổ, đất hoặc thủy, nước để giảm bớt sự cứng rắn. Tháng này thuộc hành kim, vì vậy các hướng Tây và Tây Bắc thường vượng khí. Những gia đình có cửa chính hoặc phòng làm việc theo hướng này có thể đón nhận nhiều cơ hội mới, thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý cân bằng năng lượng bằng cách sử dụng thêm các yếu tố mềm mại như cây xanh hoặc nước. Hướng Đông và Đông Nam, đây là các hướng thuộc hành mộc, vốn xung khắc với kim. Do đó, nếu nhà ở hoặc văn phòng hướng về phía này, cần lưu ý đến sự cân bằng năng lượng bằng cách giảm bớt yếu tố kim, kim loại và tăng cường yếu tố thủy, nước hoặc thổ, đất. Quẻ dịch liên quan đến tháng 9 âm lịch. Mỗi tháng âm lịch có thể được liên hệ với một quẻ trong kinh dịch để dự đoán vận mệnh tổng quát của tháng đó. Với tháng 9 âm lịch, quẻ phổ biến liên quan thường là quẻ thiên trạch lý, quẻ số 10. Quẻ thiên trạch lý là quẻ có hào trên là càn, trời và hào dưới là đoài, hồ nước, tượng trưng cho sự hòa hợp giữa trời và đất. Quẻ lý biểu thị sự tuân thủ quy luật tự nhiên và sự thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng cần giữ sự thận trọng và khiêm tốn. Quẻ lý đại diện cho sự tiến bộ, thành công thông qua việc tuân thủ các nguyên tắc và hành động đúng đắn. Tháng 9 âm lịch là thời điểm mà mọi việc cần được thực hiện một cách cẩn thận, tránh sự vội vàng hay bất cẩn. Quẻ này cho thấy vận trình đang tốt lên, nhưng cũng đồng thời cảnh báo về việc cần kiểm soát lòng tự mãn. Người tuân thủ nguyên tắc và hành động đúng đạo đức sẽ thành công, nhưng kẻ kiêu ngạo sẽ gặp trở ngại. Đây là thời điểm thuận lợi cho những kế hoạch lâu dài, đặc biệt là những dự án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cần giữ thái độ khiêm nhường và cẩn trọng trong từng bước đi để tránh những trở ngại do tính chủ quan. Quẻ thiên trạch lý không khuyến khích đầu tư mạo hiểm trong tháng này. Tài chính có thể ổn định, nhưng cần thận trọng với các khoản chi tiêu lớn và không nên hành động quá vội vàng. Thời điểm chuyển mùa thường dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là hô hấp và tiêu hóa. Kinh dịch khuyến nghị duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và đảm bảo tinh thần luôn thoải mái. Hai tử vi tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch.
Những người tuổi Thân khi bước sang tháng 9 của năm 2024 Giáp Thìn được dự báo đây là một tháng mang lại nhiều cơ hội và may mắn cho bản mệnh nếu bạn cũng đang có sẵn những dự định quan trọng cho giai đoạn cuối năm nay. Sự nghiệp trong tháng có nhiều điểm sáng, cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau, nhưng nếu vượt qua được bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Do đó hãy tận dụng tốt thời cơ để ghi điểm và có những dấu ấn thật sự đặc biệt trong sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, để đạt được điều đó đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn rất lớn. Tài vận trong tháng này dù cũng có khởi sắc nhưng chưa mạnh, nhìn chung bản mệnh vẫn chưa thể thoải mái chi tiêu thoáng tay cho lắm. Dù vậy, dựa vào nỗ lực cá nhân và trí thông minh, người tuổi Thân vẫn có thể gặp được một số cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những lợi ích bất ngờ. Vậy thì tử vi chi tiết của tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch sẽ như thế nào? Ngày hôm nay xin kính mời quý anh chị và các bạn hãy cùng kênh Tử Vi tìm hiểu trong video dưới đây nhé! 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Thân tháng 9 năm 2024. Bước vào tháng 9 âm lịch, Tam hội Thái Tuế xuất hiện báo hiệu đây là một tháng mang lại nhiều cơ hội và may mắn cho tuổi Thân nếu bạn cũng đang có sẵn những dự định quan trọng cho giai đoạn cuối năm nay. Trong quá trình làm việc, tháng này tuổi Thân có thêm sự chủ động và xông xáo hơn, không còn thụ động đợi đến khi người khác giao việc cho mới làm, cũng bớt phần do dự hơn trước. Tinh thần này rất đáng để ghi nhận và phát huy. Tài năng và sự sáng tạo của bạn sẽ được phát huy tối đa và họ sẽ có cơ hội được giao một số nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng. Bạn cần học cách nắm bắt cơ hội, chủ động giải quyết vấn đề, thể hiện tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. Sự hợp tác và giao tiếp với cấp trên cũng đặc biệt quan trọng. Bạn cần thiết lập các mối quan hệ cá nhân tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, với nguyệt lệnh Lâm Tuyệt, không ít thách thức cũng song hành cùng với các cơ hội, nhưng nếu vượt qua được bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Do đó hãy tận dụng tốt thời cơ để ghi điểm và có những dấu ấn thật sự đặc biệt trong sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, để đạt được điều đó đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn rất lớn. Càng về cuối tháng thì áp lực càng tăng lên, đòi hỏi người tuổi Thân cần bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm sai lầm. Nguyệt lệnh Tuyệt tiềm ẩn những sự sa sút bất ngờ. Công việc có thể vốn đang thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt. Nhưng cũng có giai đoạn đụng đâu hỏng đó, càng cố gắng làm thì lại càng phí công vô ích. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng bản mệnh vẫn là người có thể quyết định sự thành hay bại của mình, yếu tố vận mệnh chỉ là phụ. Một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Đồng thời, hãy cảnh giác với những tranh chấp nơi công sở và chiêu trò của tiểu nhân, giữ vững nguyên tắc độc lập của bản thân, đừng quá dễ dãi. 2. Tử vi tài lộc tuổi Thân tháng 9 năm 2024. Tài lộc tháng 9 năm 2024 âm lịch của tuổi Thân nhìn tổng thể vẫn có những khởi sắc nhất định hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện chưa mạnh và rõ ràng, vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Dù vậy, dựa vào nỗ lực cá nhân và trí thông minh, người tuổi Thân vẫn có thể gặp được một số cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những lợi ích bất ngờ. Với người làm công ăn lương, bản mệnh vẫn còn khá áp lực về tài chính, chưa thể chi tiêu thoáng tay. Dù nguồn thu nhập đều đặn, song hàng tháng phát sinh quá nhiều chi phí bất ngờ, bao gồm cả sinh hoạt phí, chi phí cho con cái, chi phí nhà cửa, thậm chí cho các mối quan hệ. Nên xét về tổng thể thì thu nhập vẫn còn nhiều eo hẹp. Ngược lại, Tam hội lại giúp người kinh doanh, buôn bán có một tháng tất bật. Nhìn chung doanh thu đạt mức khá, có thể tích lũy được khoản nhỏ đề phòng những tình huống phát sinh bất ngờ còn chủ động xử lý. Lưu ý, nguyệt lệnh Lâm Đất Tuyệt có thể mang tới những biến động lớn về tiền bạc. Hôm nay bạn có thể thu về lợi nhuận cao nhưng chưa chắc ngày mai cũng vậy. Bạn vẫn nên có sự tính toán và cân nhắc cẩn thận. Kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Tiêu dùng hợp lý cũng là một trong những yếu tố quan trọng để có được vận may tài chính ổn định. 3. Tử vi tình duyên tuổi Thân tháng 9 năm 2024. Về phương diện tình cảm, Tam hội cục cho thấy người tuổi Thân có thể chọn bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hiện có vào tháng 9 năm 2024. Người độc thân có thể gặp được người mình thích và có thể bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cân bằng cảm xúc để tránh quá phụ thuộc vào đối phương và duy trì suy nghĩ cũng như sự độc lập của riêng mình. Các cặp đôi có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của nửa kia dành cho mình, điều này có thể nâng cao hơn nữa mối quan hệ của hai bạn. Tuy nhiên, tháng này do nguyệt lệnh rơi vào cung Tuyệt, khiến tính tình của Thân có phần cứng nhắc, bảo thủ, suy nghĩ bế tắc, không thông suốt. Điều này cũng sẽ gây không ít trở ngại cho chuyện tình cảm lứa đôi. Bạn cũng phải học cách trân trọng và cho đi tình yêu của mình thì mới có thể gặt hái được hạnh phúc. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Thân tháng 9 năm 2024. Trong giai đoạn này, tuổi Thân dễ gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau do áp lực công việc cao và tâm trạng thất thường. Đã vậy, nguyệt lệnh Lâm Đất Tuyệt, cơ thể bạn dễ xuất hiện các triệu chứng khó chịu như thể trạng đi xuống, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, ngủ không sâu giấc,
kém ăn, suy nhược thần kinh, ảnh hưởng cả đến công việc lẫn cuộc sống. Do đó, việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý sẽ đặc biệt quan trọng đối với thể chất của bạn. Hãy chủ động dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe của mình mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, đừng chủ quan bạn nhé!